Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý thính giả của bản tin phố đêm ngày hôm nay. Hương Giang xin thân ái chào anh Nam. Trân trọng chào cô và xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang lắng nghe truyền hình galitoday.com, một channel, một hệ thống quen thuộc của quý vị. Xin chào quý vị. Dạ thưa quý vị, vào lúc này đây khi mà chúng tôi bắt đầu bản tin phố đêm thì trong vài phút nữa thôi, có khoảng hơn 4.000 người tập trung tại sân vận động San Manuel ở San Bernardino, miền Nam California. Họ đang chuẩn bị tưởng niệm 14 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ thảm sát xảy ra vào trước giờ trưa ngày hôm qua. Có lẽ là hôm nay Hương Giang sẽ dành phần lớn thời lượng bản tin ngày hôm nay để cho quý thính giả biết toàn cảnh vụ thảm sát này, bởi vì trong vụ thảm sát này có một nạn nhân là người gốc Việt. Xin thưa quý vị, vào 11 giờ trưa ngày hôm qua, tại tòa nhà Inland Regional Center ở thành phố San Bernardino, cách Los Angeles về phía đông khoảng 60 dặm, thì tại đây có một bữa tiệc của nhân viên quận hạt tổ chức tại trong một cái ballroom ở trong tòa nhà. Có hàng trăm nhân viên đang làm việc. Thì tại một bữa tiệc đã diễn ra một vụ cãi vã, và một trong những người cãi vã bước ra khỏi phòng và sau đó anh ta trở lại cùng với một người phụ nữ khác, và hai người này xách súng vào nã là hàng loạt đạn. Theo như cảnh sát thông báo thì có khoảng 65 đến 75 phát đạn đã nã ra tại đây. Và sau đó hai người này lên một chiếc SUV màu đen chạy trốn. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và họ đã di tản toàn bộ tòa nhà, mất rất là nhiều thời gian. Và cũng cùng thời điểm đó thì theo một nguồn tin của một nhân chứng đã nhận dạng ra được hung thủ, một trong hai hung thủ, và họ cung cấp tên của anh ta cho cảnh sát. Thì cảnh sát đang trên đường tới nhà anh ta ở thành phố Redlands, thành phố bên cạnh, sát bên cạnh. Thì trên đường đi thì họ phát hiện ra chiếc xe SUV và họ đã thực hiện cuộc truy đuổi. Và cuộc truy đuổi chấm dứt tại một cái địa điểm cách hiện trường vụ nổ súng không có bao xa, chỉ vài dặm mà thôi. Và tại đây, hai người này, một nam một nữ, đã nã đạn vào cảnh sát. Và giữa hai bên đã xảy ra một cuộc đấu súng. Về phía cảnh sát thì họ có lẽ họ đã nã hơn 300 phát đạn vào chiếc xe SUV màu đen này. Và họ đã sử dụng cả xe bọc sắt tiếp cận chiếc SUV này, bởi vì khi mà hai tên bỏ chạy thì họ đã ném ra một vật giống như là bom hình ống vậy. Do đó khi mà cảnh sát họ tiếp cận thì họ đã rất là cẩn trọng. Và sau buổi chiều hôm đó thì tại căn chung cư của nghi can, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường và đã cho robot tiếp cận vào căn chung cư này, bởi vì đây là cái căn chung cư được dùng làm nơi chế tạo bom. Thì trong căn chung cư này, cảnh sát phát hiện có 12 quả bom hình ống đã được chế tạo và rất là nhiều vật dụng, rất là nhiều dụng cụ dùng để chế tạo bom ở đây. Ngoài ra còn đến hơn 1.600 đạn dược cũng được tìm thấy trong nhà của tên này. Hung thủ tên là C.S. Farouk, 28 tuổi, người theo đạo Hồi, và người phụ nữ là vợ của anh ta tên là Tashfin Malik, 27 tuổi, người Pakistan. Theo như thông tin từ các hãng truyền thông thì hung thủ Farouk sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Anh ta sinh ra ở tiểu bang Illinois, sau đó thì cả gia đình dọn về California. Anh ta có đi ra nước ngoài và đến Ả Rập Xê Út một vài lần, và anh ta gặp gỡ cô Malik trong một chuyến du lịch tới Ả Rập Xê Út. Cô ta là người Pakistan nhưng mà đang sinh sống Ả Rập Xê Út. Và khi mà vào hồi tháng 7 năm 2014 thì cả hai về Mỹ. Cô Malik này bước
vào Hoa Kỳ theo cái thị thực K1, tức là theo cái dạng hôn thê. Giữa hai người này đã có một đứa con 6 tháng tuổi. Và ngày hôm qua trước khi ra tay thì cả hai đem đứa con 6 tháng tuổi đến gửi tại nhà mẹ của Farouk. Và hai người này nói với bà nội là họ có cái cuộc hẹn với bác sĩ, do đó nhờ chăm sóc con trước khi họ ra tay. Theo như cảnh sát, đây không chỉ đơn giản là một người có bất đồng, có cãi vã với chỗ làm mà quay ra rồi quay vào lại cầm súng để giết người khác, mà đây là được lên kế hoạch chuẩn bị rất là kỹ càng, rất là rõ ràng. Và trong danh sách 14 nạn nhân thì có một số là đồng nghiệp của anh ta làm chung ở Sở Y tế Công cộng, và trong đó có một nạn nhân người Việt Nam, cô tên là Tín Nguyễn, 31 tuổi, cô chuẩn bị kết hôn vào sang năm. Thì theo như người cậu trong gia đình cho biết là cô vừa mới đi thử áo cưới, và cô rất là vui khi mà đi thử áo cưới. Thật là không may, vào ngay cả tận lúc vào lúc 10 giờ 30 phút tối hôm qua thì cả gia đình họ cũng không có mấy lo lắng khi mà họ nhắn tin cho nhau về cái kế hoạch lễ Giáng sinh sắp tới. Nhưng mà đến khoảng 11 giờ khi mà gia đình xem tin thì họ bắt đầu gọi điện thoại cho cô, gọi hoài gọi mãi nhưng mà không có thấy tin tức trả lời, cô vẫn không bật âm vô tín. Và đến nửa đêm thì gia đình đoán được là chuyện gì đã xảy ra. Cô Nguyễn cũng là nhân viên thanh tra thực phẩm cùng trong một nhóm với nghi can, và anh này làm việc ở đây được khoảng một vài năm. Bây giờ thì hiện tại cảnh sát vẫn chưa biết rõ động cơ của hai người này là gì. Nhưng họ cho biết là họ không có loại trừ khả năng có thể đây là một vụ khủng bố địa phương, cũng có thể đây chỉ là một cái tranh chấp ở chỗ làm việc, hay là cũng có thể liên can tới khủng bố quốc tế. Cảnh sát hiện tại đang điều tra mọi mối quan hệ, xem thử hai người này, đặc biệt là hung thủ Farouk, anh ta có liên lạc với khủng bố quốc tế hay không. Thì cũng vào ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, và ông cũng khen ngợi lực lượng công lực địa phương đã phản ứng rất là nhanh, rất là kịp thời. Và ông cũng cho biết là hiện nay chính quyền liên bang đang điều tra, tức là không có nằm trong cái sự điều tra của chính quyền địa phương nữa, mà chính quyền liên bang họ đang tiến hành điều tra cái vụ này với sự trợ giúp và tư vấn của lực lượng công lực địa phương. Và ông Obama trong ngày hôm nay đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Hiện tại thì cũng như theo Tổng thống Obama và đại diện FBI thì cho biết là chưa có cơ sở để đưa ra đây là khủng bố, và họ một lần nữa thì họ tuyên bố là đang thu thập mọi dữ liệu, mọi chứng cứ, mà tuy nhiên không có loại trừ khả năng. Và điều này cũng có thể cho thấy là sau cái vụ này á, có hai điều xảy ra theo như dự đoán của rất là nhiều người. Thứ nhất là chính quyền Obama sẽ có thể sẽ xem xét lại cái kế hoạch di dân, tức là kế hoạch mà chấp nhận người nhập cư Syria và Iraq vào Hoa Kỳ. Và vấn đề thứ hai mà đang nổi lại rất là nóng hổi đó là vấn đề kiểm soát súng, sử dụng súng như thế nào. Ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Obama ông có nói là ông sẽ siết chặt lại cái việc sử dụng súng. Nhưng mà theo như truyền thông thì có rất là nhiều người tỏ ra thất vọng, bởi vì cái lời ông Obama nói thì nó không có gì lạ. Trong suốt cái gần hai nhiệm kỳ nay thì cái chính sách về dùng súng của Obama ông vẫn lặp đi lặp lại, nhưng mà thực ra vẫn chưa có điều gì được thực hiện cả. Đó là cái thứ nhất. Và sở dĩ vấn đề này bởi vì bốn khẩu súng mà hai nghi can sử dụng, hai khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn đó đều được mua bất hợp pháp. Hai khẩu súng trường thì được mua bởi một người khác. Hương Gia xin lỗi, bốn khẩu súng được mua hợp pháp
và hai khẩu súng trường được mua bởi một người mà không có liên can, không có dính dáng gì tới vụ thảm sát cả. Và hai khẩu súng ngắn thì được nghi can Farouk mua bởi chính tay anh ta. Và cũng có một chi tiết mà cũng rất là nhiều người quan tâm, bởi vì ngày hôm qua khi mà chúng tôi đưa tin thì cảnh sát cho biết là họ đã tiêu diệt được hai nghi can, còn nghi can thứ ba, tại vì khi mà vụ nổ súng xảy ra thì thông tin nó rất là nhiều, rất có nhiều và nó trái chiều với nhau, thì có thông tin là có đến 3 nghi can và cảnh sát tuyên bố là họ đã bắn hạ 2 nghi can, còn 1 nghi can thì họ đang truy lùng và họ đã tổ chức bố ráp trong khu vực đó. Đến chiều tối thì họ bắt được 1 nghi can, nhưng mà nghi can này thực ra không có hề liên, người này không phải là nghi can và người này không có hề liên quan đến vụ nổ súng. Anh ta chỉ tình cờ có mặt trong khu vực đó, và khi mà anh ta thấy xe cảnh sát thì anh ta sợ, hoảng sợ và anh ta bỏ chạy, dẫn đến cái việc hiểu lầm là anh ta là một trong những nghi can. Thì đó là toàn bộ cái toàn cảnh vụ thảm sát ở miền Nam California. Có lẽ là nhiều người trong chúng ta, nhất là những người mà đang sống ở miền Bắc California và những người đang sống ở miền Nam California ở quận Cam, sẽ cảm thấy là cái tin tức này nó diễn ra gần quá, nó gần với mình quá. Và có nhiều người họ đang rất là lo là liệu cái việc này nó có thể xảy ra đối với mình hay không. Tại vì ngay cả bây giờ không phải là chúng ta đi bước ra khỏi nhà đến những cái nơi như là chính phủ khuyến cáo là khu mua sắm hay là công viên hoặc những cái hoạt động ngoài trời, mà ngay cả bây giờ tại chỗ làm thì cũng không có còn an ninh nữa. Đó là toàn bộ diễn biến của vụ thảm sát ở San Bernardino, miền Nam, một thành phố miền Nam California. Và hiện nay thì đã có danh tánh của 14 nạn nhân và 21 nạn nhân bị thương thì chưa có được cung cấp danh tánh, và hai cảnh sát bị thương, hy vọng là họ sẽ qua khỏi, cũng chưa có được công bố danh tánh. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, nếu quý vị sống tại Hoa Kỳ trong những ngày này đó, Vì một số quý vị khán giả và thính giả của chúng ta đang sống ở nhiều nước châu Âu, Á Châu và Úc Châu, Canada. Cho nên nếu quý vị cứ tưởng tượng quý vị sống ở tại California hay Hoa Kỳ trong mấy ngày hôm nay, thì gần như mở bất cứ cái đài nào, quý vị từ sáng đến tối chỉ nói chuyện này không. Và có những đài truyền hình nó streamline, họ quay tại chỗ và họ truyền lên trên mạng, có thể nó đi suốt ngày đêm như vậy. Chúng ta gần như là có mặt tại hiện trường để xem cái câu chuyện xảy ra trong suốt mấy ngày vừa qua. Cái điều đầu tiên đó là cái sự bàng hoàng. Đi đâu người ta không bàn vấn đề này. Đi đâu người ta không cảm giác bất an, và đi đâu người ta không cảm giác rằng cái nguy hiểm nó đang rình rập mình bất cứ chỗ nào. Ngay ở một chỗ như vậy, chúng ta cũng thấy một cái vụ mà bắn xối xả dữ dội dẫn đến 14 người chết, và trong đó có một người Việt của chúng ta. Vậy thì trên hành tinh này, thưa quý vị, còn chỗ nào là an toàn? Không còn chỗ nào là an toàn cả. Và thứ hai nữa đó, chúng ta thấy rằng cái chuyện mà họ làm như vậy nó có ảnh hưởng đến cái chính sách xuất nhập cư của một số quốc gia, và nó ảnh hưởng đến những người tị nạn thứ thật, những người di dân thứ thật. Họ cần một cái chỗ tốt, họ cần một cái nơi an toàn, họ cần một cái quốc gia cho họ lại tự do, cơm áo, hạnh phúc và thịnh vượng. Mà nếu chúng ta cứ thấy cái chữ Hồi giáo mà nó dính vô cái như thế này đó, thì ngay cả Tổng thống Barack Obama, như cô Giang đã nói, cũng đang xét lại cái chính sách nhập cư của mình. Và chúng tôi nói với anh Lê Ngọc Châu, một đặc phái viên chúng tôi từ Đức Quốc, anh điện thoại về cho biết là ngay cả Đức bây giờ cũng rất là căng thẳng, bởi vì một số cái phong trào bài bác, bà Merkel là cái bà thủ tướng nước Đức, bà rộng mồng tay đón vào nước Đức từ 800.000 đến 1 triệu người dân nhập cư từ Syria. Nhưng mà thưa quý vị, bà đã bị phản đối rất nặng. Rồi tới cái vụ ở Pháp khiến bà hơi bị chống đối nhiều. Bây giờ đến cái vụ tại Mỹ như thế này nữa, thì có thể nói rằng bà Merkel trở thành một cái target, một mục tiêu để các cái luồng dư luận nó phê phán. Cho nên thế giới vừa mở rộng vòng tay, mà thế giới cũng đang khép lại cái vòng tay đó, bởi vì họ lo lắng.
chẳng hạn như là trong ba mấy vị thống đốc của tại Hoa Kỳ họ từ chối chấp nhận người Syria bởi một lý do căn bản, thưa quý vị. Họ không ngại chia một chén cơm, xẻ một miếng áo, chia một cái mái nhà với những người nhập cư. Tuy nhiên, cái câu nói rất là ghê gớm là gì, thưa quý vị? Là họ cảm thấy không an toàn. Và các vị thống đốc cũng bảo vệ cái sự an toàn cho người dân. Chúng ta trở lại cái survey, cái sự thăm dò của nhật báo Calitore qua trang web báo calitore.com. Quý vị có thể vào báo calitore.com để quý vị thấy. Chúng ta thăm dò trong số độc giả của mình và độc giả người Việt, mà hầu hết chúng ta là di cư và tị nạn, thì ngay cả người Việt của chúng ta, thưa quý vị có thể bất ngờ cái kinh khủng là khép kín một tay lại. Hoặc lý do con số và ủng hộ cái chính sách nhập cư thoải mái đó rất là thấp, gần như dưới 10%, thậm chí còn dưới hơn nữa nhiều. Trong khi người Việt của chúng ta, mặc dù là người di cư và người tị nạn, nhưng họ yêu cầu thứ nhất là không nhận những người đó vào vì lý do an toàn. Thứ hai, nếu quyết định nhận thì phải có thanh lọc rất là kỹ để không nhận lầm người. Cho nên chúng ta thấy giữa một thế giới đầy khổ đau và đầy tị nạn, thì cánh cửa mở ra cho người tị nạn vừa được mở ra và khép lại từ từ qua những vụ như nước Pháp, qua những vụ như Mali, qua những vụ như San Bernardino đang xảy ra từ miền Nam California của chúng ta. Đó là cái điều đau lòng cho cái đời sống văn minh, phải không thưa quý vị? Trong lúc đó thì tại chúng ta vừa nói chuyện Nam Cali đầy tang thương và cái cơn sóng hoảng sợ vẫn còn. Chúng ta trở về đôi chút Bắc California. Ngày hôm qua thì trong bản tin của Hương Giang có đề cập đến câu chuyện của chính quyền thành phố San Jose. Họ đã biểu quyết với quyết định là 9-1 để chấp thuận đưa những cái người homeless, mà chúng ta gọi tiếng Việt là những người vô gia cư, không có nhà ở và sống lang thang trong mùa lạnh này, để vào trong khách sạn để ở. Một cái điều mà chúng tôi đọc cái bản tin chúng tôi hơi bàng hoàng. Chúng ta mới thấy rằng cái điều người Mỹ trong thâm cùng của họ, đó là một dân tộc có tôn giáo. Đa số người Mỹ sáng chủ nhật đi nhà thờ, đi đền, đi chùa. Và họ mang trong lòng một cái sự lòng từ bi, lòng bác ái. Và tất cả những người đã từng đến tị nạn nước này đều thấy rằng đây là cái vùng đất mà của tôn giáo, đây là vùng đất của yêu thương, đây là vùng đất của sự chia sẻ. Và San Jose mùa Thanksgiving năm nay, mùa Giáng sinh năm nay đã làm được cái chuyện mà chúng tôi nghĩ đó là hành động rất là cao quý. Đó là không những nhường cơm, xẻ áo mà đưa họ, những người homeless. Quý vị có thể tưởng tượng ở tại nhiều quốc gia có cái cảnh mà người homeless không có nhà ở, đưa vào cái sàn ở và chi phí do thành phố tài trợ, không thưa quý vị? Mà đâu có ít, San Jose trên dưới 5.000 người dân mà vô gia cư. Dạ, chúng tôi mời quý vị theo dõi bản tin Vương Giang. Dạ, hiện tại thì theo số liệu của thành phố thì có khoảng 4.063 người vô gia cư. Và cái điều mà làm Giang băn khoăn đó là trong số những người vô gia cư này không phải là không có người Việt đâu anh. Có người Việt. Chính Nam đã từng đến những cái khu homeless. Thực sự ra đó là rất đông, đó là khác cái khu dành cho người Việt. Ví dụ như cái khu mà trên đường Capitol ngay cái dòng mà dòng suối đó, là trước đây khi phong tỏa là gần như 90% là người Việt. Và chúng tôi cũng đến cái vùng rừng jungle trên đường Story và đường Key thì cũng có khá nhiều người Việt Nam chúng ta tại đó. Trả lại Vương Giang. Dạ, như vậy trong những bản tin trước thì chúng tôi có đề cập là ở thung lũng điện tử, hay là nói là gọi San Jose, thì quý vị có thể thấy rõ hai cái mảng sống nó rất là khác nhau. Một bên là có những cái hãng điện tử chứ danh trên thế giới, và một bên là những cái người vô gia cư. Và số lượng người vô gia cư như Giang nói vừa nãy là 4.063, thì thành phố thực ra họ rất là đau đầu bởi vì họ không có biết giải quyết vấn đề này như thế nào khi mà mùa đông thì đang tới rồi. Và quý vị thấy là trong tuần vừa qua nhiệt độ xuống rất là thấp, và các nhà mà trú thân đó họ phải mở cửa sớm để cho những người vô gia cư vào ở. Và
thành phố họ nói là các nghị viên họ cho biết là họ biết cái giải pháp này đó, cái solution này thực ra nó không có hoàn hảo, nhưng là một cái solution mà mang tính rất là đột phá, mang tính sáng tạo. Bởi vì trong những người vô gia cư này thì có khoảng 2.000 người vô gia cư họ nhận được trợ cấp về nhà ở. Nhưng mà quý vị có thể thấy là ở sao dây hiện nay thì cái quỹ nhà nó càng ngày càng eo hẹp, trong khi đó giá nhà và giá mướn nhà nó càng ngày càng lên. Chính vì vậy thậm chí mà họ có nhận được một cái số tiền trợ cấp từ nhà nước đi chăng nữa, từ chính phủ đi chăng nữa, thì họ vẫn không có thể nào đủ khả năng để mướn cho mình một chỗ ở. Chính vì vậy mà có một cái sự biểu quyết như anh Nam nói vừa nãy là 9-1 cùng đồng thuận là sẽ chuyển đổi một số khách sạn thành chỗ ở cho người vô gia cư. Vào tháng 9 thì đã có một cái khách sạn là Plaza Hotel đã được chuyển sang dành cho người vô gia cư, thì bây giờ đến khách sạn Santa Clara Inn. Và khách sạn này nằm trên đường Alameda. Họ sẽ chuyển khoảng 49% cái số phòng của khách sạn, tương đương với 27 phòng. Và họ dùng 27 phòng này dành cho người vô gia cư. Chính quyền thành phố thì họ hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận có tên là Body Services, có trụ sở ở Fremont. Chính quyền thành phố cấp cho tổ chức này một cái số vốn là 8,6 triệu Mỹ Kim trong vòng 10 năm để tổ chức này có thể hỗ trợ những người vô gia cư. Thì trong vòng 10 năm thì tổ chức này họ có thể bán cái bất động sản này đi, hoặc là họ có thể là refinance cái bất động sản này và tiếp tục cho những người vô gia cư. Thì lúc đó họ có thể theo cái giá là giá phòng khách sạn là 50 đô một đêm, nhưng mà lúc đó thì họ có thể thu tiền những người vô gia cư với cái giá bất cứ cái số tiền nào mà họ có thể trả được, hoặc là họ không có thể trả cũng được. Thì đây là một cái tin rất là vui cho cộng đồng ở San Jose chúng ta, trong cái bối cảnh là rất là nhiều cái tin không có đáng vui xảy ra trên Hoa Kỳ và cũng như xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, để kết thúc câu chuyện ngày hôm nay giữa bên thiện, bên ác, bên khổ đau và bên hạnh phúc, chúng tôi muốn dành câu chuyện hạnh phúc trong ngày hôm nay trích từ một bản tin liên quan đến ông chủ Facebook và cô vợ. Sau khi họ đã sinh một đứa con, đứa con gái mang tên là Maxima và gọi là cháu Max, thì cái lần sinh này với họ, đứa con nó quý giá lắm, bởi vì người vợ của ông trùm Facebook đã 3 lần bị sảy thai. Trước khi đứa con nó ra đời là cái niềm vui tột đỉnh của cha mẹ, của hai vợ chồng, ông chủ của Facebook. Nhưng mà, thưa quý vị, ông có một lá thư viết cho con, mà chúng tôi nghĩ rằng con chỉ là một cái tiêu biểu cho một nhân loại, một thế hệ tới thôi. Vừa viết cho con mình, và thông qua con mình gửi một thông điệp cho thế hệ ngày mai. Cái thế hệ đó có thể chưa ra đời. Cái thế hệ đó có thể 10 năm nữa mới ra đời, 15 năm nữa mới ra đời. Ông viết lá thư, trong đó bày tỏ cái mơ ước của mình về con cái. Và ông dùng 99% cổ phần của ông, tương đương 45 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, 45 tỷ Mỹ Kim để đầu tư một xã hội, đầu tư một thế hệ, đầu tư một môi trường, đầu tư tương lai cho cái thế hệ sẽ sống trên hành tinh này. Chắc lúc đó khi mà cháu Max lớn lên đó, thì đừng nói tới ai, chắc người số 5 lúc đó cũng ở một cái cõi nào đó, không còn ở trên thế giới này. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng họ đã sử dụng đồng tiền bởi vì để làm lợi cho chúng sanh, để làm lợi cho cái thế hệ tương lai. Chúng ta đọc đi, đọc lại lá thư. Thú thật thưa quý vị, trong đời tôi nghĩ rằng đó là lá thư hay nhất mà tôi được đọc, lá thư đẹp nhất mà tôi được đọc. Và nếu quý vị có chút thời gian, quý vị có thể lên trên báo calitoday.com để đọc lá thư này. Và nếu không có gì trở ngại thì trong câu chuyện mà chuyện đời sắp tới, chúng tôi đề nghị nhà văn Giao Chỉ cũng sẽ nói chuyện này. Chúng tôi sẽ chia sẻ cái cảm nghĩ của mình về một cái sự ân nghĩa
và một cái thông điệp, một món quà vô giá, đâu phải cho cháu Max, của hai ông bà, và cho một thế hệ tương lai. Đó là một hình ảnh rất là đẹp nhân mùa Thanksgiving và nhân mùa Giáng sinh năm nay, và chúng ta cũng chuẩn bị đón mừng năm mới. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào Hương Giang. Dạ, Hương Giang xin chào anh Nam. Và trước khi Hương Giang chào quý vị, Hương Giang cũng muốn nhắc lại là quý vị nếu có thời gian vào báo calitoday.com và truyền hình calitoday.com để đọc những cái bản tin mà chúng tôi cập nhật liên tục, cập nhật hàng giờ và đọc những cái bản tin chi tiết hơn. Và một lần nữa, Hương Giang cũng xin nhắc nhở quý vị hãy giữ ấm cho cá nhân mình và giữ ấm cho gia đình ở trong nhà cũng như khi ra ngoài đường, bởi vì thời tiết đang trở lạnh, nhiệt độ đang giảm xuống. Hương Giang xin kính chào quý vị và chúc quý vị ngon giấc trong buổi tối ngày hôm nay. Cô Giang biết không, cái chuyện mà thời tiết đã trở lạnh thì cái chuyện ta thấy dễ lắm. Thời tiết đang giảm độ, nhiệt độ xuống, ai thấy hết, cảm giác được hết. Nhưng có cái thứ nguy hiểm là con vi trùng cúm đang rình, thưa quý vị, coi chừng đó chụp quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Xin chào. Dạ, Hương Giang xin chào.